Đấy nhá các bác nhá, hôm nay sứng trời rồi thì em với ông chú lại đi ra vườn kiểm tra cục bộ lại cái vườn ong của nhà ông Lạc. Đấy, lâu lắm rồi mới về. Về nay là chú đang ra để kiểm tra lại cái vườn ong để coi quay phá được chưa. Đấy. Vải này, đấy các bác, vải nở khoảng khoảng 20% rồi các bác ạ. Không cái nóng kiểu ni này đóng đóng điều đấy úp úp bạt đấy chứ không đóng chỗ đây thì đặt vô mà úp bạt thôi à, chú bây giờ bốn cầu hết rồi chứ không có mấy bọc bạc à. Năm nay chủ yếu đánh mặt hè là chính, ta tiêm là tin như mặt nhãn mô phùng. Đang còn đói mặt lắm nhờ. U chuỗi đẻ rất đẹp nha. Đẻ đẹp nhờ. Nhưng mà chưa đầy hai góc đúng không nhú? Ăn được mà đầu đường năm nay. Nhưng mà cái năm ngày cho ăn bữa đó. Mà về cơ bản ở mình nên nó chưa có nguồn mặt gì cả. Cái nguồn gì ừ rồi. Để phền hết lên lên ấu trùng nhiều. Bên kia có nhiều ấu trùng không chứ à, bên đấy cũng nhiều ấy chứ thì cũng được đây nhưng mà được là đôi mới cho ăn cách đây ngay hai ngày với mấy mình vẫn ti cơ bản mình không có cái nguồn gì cả cầu đấy cầu mới lao thôi đó nhỉ. Cầu ấy lao được nửa tháng rồi đấy. Anh có nhộng rồi. Đấy. Cầu đấy chú phải bỏ vào giữa đi. Đổi cầu luôn, đổi cầu ngoài ấy. À. Này nhìn vẻ là ông hiền hơn tí đúng không? Đây à. Úi giời tràn ra vắt ngăn. Nói chung là đúng quân và nếu có đánh mặt là đúng quân mà không thì bắn kiểu ni này bắn cho bắn rồi nhưng mà bắn vậy nó vẫn nóng chứ ạ nóng, nhưng nóng. Phải che kiểu ni vâng bắn vậy thì cho bắn rồi mà. Bắn này cho ăn rồi không có nhưng là này. Nói chung bốn cầu hết đấy. Vâng. Mình nên nhiều kiến gió nhỉ. Đấy, cứ như ông ý bây giờ chả còn con mua. Ui giời khu bánh tổ lắm á. Mặt như tổ đấy mặt vẫn nó còn ít có cho ăn có mà
ăn tạ 50 cân đường. Ừ. Cơ bản đông cầu là lắm mẹ là tốn ăn được. Vâng. Sang năm thì chú lại làm theo xuống cái kiểu về như chỉ để ba cầu với hai cầu còn nó có đỡ tốn mật. Mỗi năm thí điểm một kiểu. Đấy, cầu đấy cũng phiền, đang phình cái bầu mặt ra này. Ở giữa đang phình nhé. Đấy, đấy là cắt cái lưỡi mèo ấy. Lưỡi mèo bên đây này chú này. Biết rồi. Cháu chưa dọn chuồng được kìa, chắc là lên thì lên dọn mới. Cầu này cầu mới, cầu này cũng được. À, con chúa to không này, con chúa to không các bác. Đấy, thấy ạ, ngay giữa con chúa rất là to nhá. Cầu đấy khô hết á. Để thay được. Cầu đấy may ra chỉ có làm cầu kho được thì làm. Cầu đấy là thay thì tốt. Lúc có mật này thay. Ú, bỏ ra quay sự mật gì bỏ. Không biết là các ông kia đánh mặt vải có liệu chưa đánh gì. chưa đi lên mang đánh à? Đức cũng chưa mà ông Loan cũng chưa. Tưởng là cháu tưởng mang lên đi đánh mặt vải rồi. Đức gì mà đánh cây nở 10 cây không. Nhà chú có 2 cây, 4 cây này đó mà 2 cây đây cũng chả có, hoa cây kia cũng đầm cây ni đầm tí chóp như mấy mình. Những cái mật về ngon lành ra thì khá khổ. Vâng. Mật như năm ngoái năm kia thì đó mày. Đấy, cũng đẻ đều á. Cầu ấy cầu mới đấy. Để nhộng hết này đúng không? Nên nhộng hết. Ít để ấu trùng. Chứ gõ vậy là nó hổn rồi. Đó, có cái ông muốn dùng trong đó thì hổn thì mình phải tháo đi. Cháu vợ không gõ ra ngoài, anh lỡ cái con chúa đậu ở thang mình thấy cái đứa. Nhiều khi chúa đậu đó đó, vâng. Chú thấy rồi. Vâng. Cầu đấy vẫn phải đổi. Vâng. Này gió không to. Năm nay mình dặn cháu chưa thấy đắp ông đen nhỉ. Của cháu trên kia đắp ông đen hết á, toàn bộ đắp ông đen hết á. Quần nó yếu cho nên kia đắp ông đen. Vâng. Do quần yếu. Rồi chưa có nguồn, nếu mà có nguồn là lấy ngay.
Thế mày có nguồn phong phú rồi, bắt đầu hắn đi, bắt đầu hắn đắp ông đực. Thì bao giờ hắn đắp ông đực thì hắn lại lúc đấy nguồn nhiều, nó lại mới có nhu cầu chia đàn. Nếu không nó anh chả có. Cưa cây đó. Cưa cây xà cừ. Đây con chua cũ mất rồi, thả chua cũ này. Vâng. Chú để chua cũ. Vâng. Nhưng mà đã vẫn đã vẫn được. Vâng. Cầu đấy cũng xây, chưa xây hết cầu đấy, chú phải bỏ vào trong cho nó xây xong. Xây lấy mèo ở như thước. Trước to. Vâng. Cái khoảng cách cơ bản ở sâu trong là nó xây chưa đầy. Nên là cái khoảng cách nó xưa quá là nó. Ừ. Giờ nó phải có nguồn mạnh nha, thì nó mới nhanh đắp ung đực. Cầu đấy đến mùa đánh mặt là phải bỏ ra. Cắt hết góc. Khô mà, tại vì nó già cầu à. Già cầu hết. Phải để vô cầu thứ hai trở đi hắn mới đắp chứ. Vâng. Không nên để cầu trong đích đắp đâu. Vâng. Vâng, các bác mà thấy video của em hữu ích thì các bác nhấn like, nhấn đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo nhé.